Hai chào cả nhà, mình là Jamin. Cả nhà biết không, cứ mỗi lần mà Jamin tắm rửa xong ấy thì cảm thấy như là mình được gọi là refresh lại bản thân rất là nhiều, cảm thấy rất là sảng khoái. Mặc dù là thời tiết bây giờ là nắng nóng và nhiều gió nhưng mà cảm thấy mình được dịu mát đi rất là nhiều. Đôi khi mình rất là muốn là trở thành những chú cá con. Cái cảm giác là được bơi dưới nước, mặc dù là bình thường Jamie không biết bơi nhá, nhưng mà rất là thích nước vô cùng luôn, và thích lúc nào cũng được bị bõm ngâm mình ở dưới nước. Có lẽ là kiếp trước của Jamie cũng có thể là là cá mà nhìn cá nó thong dong nó bơi không biết là như thế nào, nhưng mà kể cả đôi khi bạn 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 ngắm cá mập đi, kể cả những chú cá mập đi chăng nữa thì bơi rất là kiểu như là lững lờ ấy, không biết là vui buồn ngẫm nghĩ gì, nhưng mà tạo cho cái cảm giác của những cái người mà ngắm cá ấy, rất là nó là thú vui tao nhã mà làm cho mình cảm thấy được một cái gì đó nó thanh thản ấy, nó dịu mát tâm hồn đi rất là nhiều. Cả nhà biết không, những lúc mà cả nhà cảm thấy lonely nhất ấy thì cả nhà sẽ làm cái gì để lấp những cái khoảng trống đó? Thì Zemin không có nhiều, Zemin chỉ có người bạn ấy thôi. Chú mèo con đáng yêu lắm, lúc nào cũng ngon ở bên cạnh Zemin, và lúc nào cũng nó cảm giác cho mình cảm giác như là kiểu như mình có một người bạn ấy, mình được tiếp thêm cái sức mạnh về tinh thần. Cái điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống và cảm thấy rất là đáng yêu, lúc nào cũng ở bên mình, đi theo mình, kể cả mình còn đi ra ngoài cũng đi theo, rồi là dường như là kiểu như là có linh tính ấy, rất là hiểu nhá, cực kỳ khôn, cực kỳ lanh và hiểu được những cái điều mà mình đang nói, thậm chí là hiểu được cảm xúc của mình nữa. Bạn cứ thử nuôi một chú mèo con đi thì bạn sẽ biết rằng là như thế nào, cưng lắm. Những người nào mà yêu động vật ý, thì sẽ hiểu được động vật mặc dù là chúng chỉ kêu một tiếng meo thôi hoặc là sủa một tiếng gâu thôi, nhưng mà mình có thể hiểu được rằng là chúng đang muốn nhắn nhủ gì tới người mà chúng cảm thấy yêu quý, cảm thấy thân cận nhất, giống như là cái best friend trong cuộc sống của mình ấy. Đôi khi có những cái mà chúng ta không thể nào mà chúng ta trò chuyện được với bất kỳ ai, chúng ta có thể thể tự nói với chính bản thân mình thôi, và chúng ta chỉ có thể có những cái người bạn như thế này này để trò chuyện, để tâm giao thôi. Bởi vì thứ nhất là cảm thấy yên lòng hơn, yên tâm hơn khi mà kết giao với những người bạn như thế. Cái thứ hai nữa là bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn sẽ không bị phản bội. Thật sự con người là động vật cao cấp dễ dàng phản bội người ta nhất. Zemin thường thường là có những cái người bạn mà cứ nghĩ rằng là sẽ là tri kỷ của nhau, sẽ có thể tâm giao, gọi như là rút ruột rút gan để tâm sự với nhau ấy, nhưng mà điều đó là một sự sai lầm lớn đấy các bạn biết không, sai lầm cực kỳ lớn, sai lầm vô cùng lớn luôn. Bởi vì làm sao, bởi vì là khi mà mình cảm thấy rằng là mình đang tâm sự với chúng. Em ơi, em ơi, sao thế? Con mèo này nó có vẻ như là nó không thích được ôm nhiều, nó đang cáu dãy min ra ấy, hay là có một cái gì đó nó không không thích ấy. Nó nhìn dãy min rất là sợ. Mèo vật là một loài có linh tính rất là lớn, kể cả chó cũng thế, là những cái con vật mà khi mà bạn nuôi bạn cảm nhận được nó, nói chung là bạn cảm nhận như có một cái mối giao duyên ấy rất là thú vị, thì bạn sẽ hiểu được rằng là những cái tiếng kêu của nó, hay là thậm chí những cái tiếng cừ 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 nhẹ nhẹ của chúng nó, là bạn cảm nhận được rằng là chúng ta đang muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì, chúng thích hay không thích, ưa hay không ưa. Thậm chí là mình phụ nữ thường hay có cái sự nhạy cảm nhất định ấy, hiểu được luôn ngôn ngữ của động vật, và đặc biệt là Jamie ấy, khi nhận nhìn
ngắm bất kỳ một loài động vật nào, Jamie có thể biết được giới tính của chúng. Đó là một cái điều rất là đặc biệt mà thật sự là từ bé mà Jamie đã đoán gần như là chính xác 95%. Cái khả năng xác suất 5% sai là hồi nhỏ thôi, nhưng càng ngày càng lớn lên thì mình thấy rằng là cái khả năng xác suất về sai nó rất là ít, 98%, nó không còn là 95% lúc trước. Chỉ cần nhìn cái dáng đi điệu bộ là khuôn mặt của những cái thú cưng ấy thì mình có thể biết được giới tính của chúng là thuộc giới tính gì. Có lẽ là do mình khá là yêu động vật, khá là thích thú cưng, thậm chí là cả những cái loài vật hoang dã ấy, cảm thấy yêu chúng nó lắm, cảm thấy như là chúng nó là gia đình của mình. Và Jamie kết thúc clip đây nha. Bye bye, chúc cả nhà một ngày an vui bên gia đình. Bye.